Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ hai, ngày 28 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng đẩy mạnh các giải pháp nâng cao giá trị nông sản. Yêu cầu 100% người vào địa bàn Lâm Đồng cung cấp đầy đủ thông tin. Tăng cường phòng chống dịch Covid tại các cơ sở bảo trợ xã hội. Siêu thị mini không đồng chia sẻ khó khăn trong đại dịch. Khoai lang rớt giá, nông dân điều đứng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhằm nâng cao giá trị nông sản, trong thời gian qua, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn với mở rộng quy mô nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp hữu cơ, và tham gia chuỗi liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ trên thị trường. Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng đã thành lập được 185 chuỗi liên kết trong sản xuất nông nghiệp với trên 18.000 hộ dân tham gia. Trên diện tích gần 29.000 ha, tổng sản lượng đạt trên 400.000 tấn. Đồng thời, diện tích sản xuất theo các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp 4C trên địa bàn tỉnh cũng đạt trên 83.000 ha. Trong đó, cà phê đạt trên 80.000 ha, rau gần 2.100 ha, cây ăn quả hơn 580 ha, chè trên 300 ha. Còn lại là diện tích lúa, dược liệu và tiêu. Thông qua các chuỗi liên kết và sản xuất công nghệ cao trong nông nghiệp đã giúp nông dân yên tâm đầu tư vào sản xuất, nâng cao giá trị nông sản. Thời gian tới, Lâm Đồng tiếp tục phát triển các chuỗi liên kết, xây dựng các mô hình nông nghiệp kiểu mới theo hướng chất lượng cao, trong đó đặc biệt nhân rộng mô hình nông nghiệp hữu cơ, gắn với đẩy mạnh hoạt động xây dựng quảng bá thương hiệu, nhãn hiệu, nâng cao giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh của nông sản trên địa bàn. Huyện Đơn Dương có 81 cơ sở chuyên ươm giống cây rau đã được cấp phép đạt chuẩn các điều kiện sản xuất cây giống, kỹ thuật nhân giống và đảm bảo sạch mầm bệnh trên cây giống. Theo đó, bình quân mỗi năm, các cơ sở ươm cây con giống này cung cấp trên 900 triệu cây giống các loại như hành tây, cà chua, ớt chuông, xà lách, cà tím, cải dưa, bắp sú, su hào v.v. Ngoài ra, một số vườn ươm giống cây con còn cung cấp các loại chuyên biệt như bí đỏ, bí nhật và một số giống cây trồng nhập khẩu mới. Được biết, việc cấp phép đạt chuẩn cho các vườn ươm sẽ góp phần ngăn chặn tình hình sản xuất giống cây con không đảm bảo chất lượng, tạo ra những cây giống khỏe mạnh, đảm bảo sạch mầm bệnh, giúp nhà vườn yên tâm trong khâu chọn cây giống, chú trọng đầu tư sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Trong những năm gần đây, giá cà phê vối Nhân Xô xuống thấp, bà con nông dân ở Lâm Hà đã tăng cường xen canh cây mắc ca trong vườn cà phê để có thêm thu nhập, đồng thời xây dựng hệ thống cây che bóng và cây chắn gió cho cây cà phê, loại cây trồng rất ưa ánh sáng tán xạ. Nhờ vậy, đã tăng thu nhập trên từng diện tích nhờ cây mắc ca và là huyện dẫn đầu toàn tỉnh về diện tích cây trồng này. Hiện nay, toàn huyện Lâm Hà có gần 1.500 hecta mắc ca, trong đó có gần 320 hecta đang kỳ kinh doanh, với năng suất đạt 22 tạ trên 1 hecta, sản lượng gần 700 tấn. Ưu điểm dễ nhận thấy của cây mắc ca được canh tác ở huyện Lâm Hà là cho trái gần như quanh năm. Cùng với đó, bà con nông dân địa phương còn tăng cường sử dụng giống ghép, áp dụng quy trình canh tác với các kỹ thuật hiện đại nên chất lượng trái mắc ca luôn vượt trội. Đó chính là những cơ sở để nhiều doanh nghiệp và các hợp tác xã đầu tư máy móc chế biến, liên kết với bà con nông dân địa phương xây dựng vùng nguyên liệu, giúp nông dân ổn định thu nhập. Mắc ca Lâm Hà đã được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao của tỉnh Lâm Đồng. Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương, huyện Cát Tiên không ngừng mở rộng diện tích trồng rau trên địa bàn, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đầu năm đến nay, huyện Cát Tiên gieo trồng được trên 400 hectare rau các loại, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Năng suất bình quân đạt trên 160 tạ một hectare, cho tổng sản lượng trên 6.400 tấn. Diện tích rau phát triển mạnh ở các xã Đức Phổ, Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên và thị trấn Phước Cát. Mặc dù trong thời gian qua, diện tích trồng rau trong các năm tăng từ 10 đến 20% diện tích, nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân trên địa bàn. Thời gian tới, ngành nông nghiệp huyện Cát Tiên chú trọng mở rộng diện tích, khuyến khích nông dân chuyển đổi những diện tích lúa một vụ hiệu quả kinh tế thấp sang trồng rau, đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân, xây dựng các mô hình điểm như trồng rau trong nhà lưới, sản xuất theo hướng hữu cơ, đảm bảo an toàn thực phẩm, đảm bảo nguồn rau xanh cho người dân trên địa bàn, vừa phát triển kinh tế gia đình. Yêu cầu 100% người vào địa bàn Lâm Đồng cung cấp đầy đủ thông tin. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện, đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra giám sát tất cả 16 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh trong việc phòng chống dịch Covid-19,
nhằm mục đích bảo vệ an toàn sức khỏe cho hơn 800 trẻ em đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây. Là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Sáng nay 28 tháng 6, bà Phạm Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm cán bộ chiến sĩ công an tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh. Bà Phạm Thị Phúc, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã thăm trao số tiền 144 triệu đồng trích từ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cho Công an tỉnh để phân bổ hỗ trợ động viên 72 cán bộ chiến sĩ công an đang tham gia phòng chống dịch COVID-19 tại 9 khu cách ly trong tỉnh. Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những nỗ lực trong công tác kiểm soát phòng dịch của lực lượng công an, đồng thời chia sẻ động viên cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, nghiêm ngặt tại các khu cách ly và thực hiện nghiêm các quy định của ngành y tế, tránh để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Đại diện Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm động viên kịp thời của lãnh đạo tỉnh, quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện công tác phòng dịch và cách ly hiệu quả, thực hiện nghiêm các khâu sinh hoạt, ăn uống, y tế, ứng trực và khử khuẩn hàng ngày để tránh lây nhiễm chéo, báo cáo lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế kịp thời theo dõi, xử lý nếu có phát sinh. Hiện nay, trung tâm đang tiếp nhận 66 người cách ly có lịch trình và tiếp xúc gần liên quan đến bệnh nhân 14246. Qua xét nghiệm đến nay, đang chờ kết quả âm tính. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện tinh thần tương thân tương ái đối với những địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, hôm nay 28 tháng 6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã quyết định trích 2 tỷ đồng từ nguồn kinh phí vận động ủng hộ phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Lâm Đồng để hỗ trợ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Số tiền này sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời chuyển đến người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động và tăng cường hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Công an tỉnh Lâm Đồng vừa có chỉ đạo lực lượng công an các cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh cần tiếp tục tập trung cao độ, tích cực, vượt khó, triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để kiểm soát tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Trong đó phát huy trách nhiệm chỉ huy phối hợp với ngành y tế kiểm tra, rà soát các quy trình kiểm soát phòng chống dịch tại các chốt kiểm soát, phát hiện những sơ hở để kịp thời khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tất cả các phương tiện, nhất là các xe từ các tỉnh thành phố đang có dịch, đảm bảo đúng quy trình phòng chống dịch. Đối với các trường hợp đủ điều kiện nhưng có nguy cơ phải kiểm tra đánh giá thật kỹ, áp dụng đầy đủ các biện pháp phòng ngừa mà ngành y tế đã triển khai, biện pháp xét nghiệm nhanh tại từng chốt. Nếu xét thấy cần thiết thì trao đổi bộ phận y tế báo cáo xin ý kiến cấp trên, áp dụng các biện pháp quyết liệt để hạn chế nguy cơ như thay lái xe, quay đầu xe, xuống khách xuống hàng, khử khuẩn theo dõi y tế. Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu phòng BC08, công an các địa phương có chốt, chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai ngay việc bổ sung biểu mẫu và yêu cầu 100% người vào địa bàn tỉnh, ngay cả các trường hợp khai báo y tế điện tử, cung cấp thêm thông tin về địa chỉ nơi đến, nơi đổ, nơi trả hàng, nhận hàng, nơi ăn nghỉ, thời gian lưu trú. Đối với thông tin của các chốt gửi về, chủ động phối hợp với trạm y tế, các tổ COVID-19 cộng đồng, xác định các trường hợp có nguy cơ để kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay 28 tháng 6, Lâm Đồng có thêm 201 trên 201 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Các trường hợp liên quan đến hai ca bệnh 14121 và 14246 có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Liên quan đến bệnh nhân 14121 từ tỉnh Phú Yên về Lâm Đồng, CDC Lâm Đồng phối hợp điều tra truy vết được 41 người F1, trong đó 25 F1 tại Lâm Đồng, có 24 trường hợp đã được điều tra và thực hiện cách ly tập trung, một trường hợp đang tiếp tục điều tra truy vết và 16 F1 về các địa phương khác. Số F2 có 282 người đang được theo dõi và thực hiện cách ly tại nhà. 306 trên 306 mẫu, trong đó có 24 F1, 282 F2, liên quan đến bệnh nhân 14121 đã được xét nghiệm, đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.
liên quan đến bệnh nhân 14246 lái xe đi Bắc Giang, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Đà Lạt. CDC Lâm Đồng phối hợp điều tra truy vết được 64 F1, trong đó có 61 F1 đang thực hiện cách ly tập trung tại tỉnh Lâm Đồng, 3 người về địa phương khác và 312 F2 đang được theo dõi và thực hiện cách ly tại nhà. Số mẫu đã lấy 374 mẫu, 61 F1, 312 F2, 1 F3. 374 trên 374 mẫu đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Hiện CDC Lâm Đồng đang tiếp tục phối hợp điều tra. Tính đến 6 giờ ngày 28 tháng 6, số đang cách ly 5.220 trường hợp, trong đó số cách ly y tế 23, số cách ly tập trung 215 và cách ly tại nhà 4.982. Đến thời điểm này, tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận, phát hiện trường hợp nào mắc COVID-19. Hiện ngành y tế Lâm Đồng đang tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống COVID-19 trên địa bàn. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đang quan tâm và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và gần 100 cụ già đang được nuôi dưỡng chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn tỉnh. Thời gian qua, các cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn tỉnh đã chú trọng quan tâm thực hiện đầy đủ biện pháp 5K. Tại những cơ sở bảo trợ có nhận nuôi dưỡng cả người già và trẻ nhỏ, vấn đề giãn cách được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo không để các cháu tiếp xúc gần với người già yếu nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Đối với những cơ sở đặc biệt như hội người mù, việc phòng chống dịch được triển khai cụ thể và luôn có người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ để các đối tượng đang được nhận bảo trợ thực hiện đúng các quy định như rửa tay khử khuẩn, đeo khẩu trang, ăn ở đảm bảo vệ sinh. Để đảm bảo sức khỏe cho mọi người á, thì chúng ta phải tuyên truyền trực tiếp đến từng đối tượng là dịch bệnh là nó nguy hiểm như thế nào, rồi phải phòng tránh như thế nào cho tốt. Có những đối tượng là mù nhưng mà họ bị vấn đề về trí óc nữa, thì mình trực tiếp là đeo khẩu trang cho họ, hướng dẫn khi tiếp xúc với người lạ thì đảm bảo đúng là 5K. Đối với những cơ sở bảo trợ xã hội đang nhận nuôi chăm sóc trẻ, Sở Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu quan tâm đầy đủ tới các yếu tố vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, chú trọng chăm sóc sức khỏe cho các cháu, đảm bảo dinh dưỡng giúp các cháu tăng sức đề kháng. Việc tuyên truyền các biện pháp về phòng chống dịch COVID-19 cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Chúng tôi quản lý các cháu rất là chặt chẽ trong cái việc mà tiếp xúc với lại đối tượng bên ngoài, cũng như là các hoạt động trong trung tâm thì chúng tôi đều tổ chức đều đặn cho các cháu và chỉ đạo theo thực hiện tốt các biện pháp 5K để phòng chống dịch. Trong đó là tuân thủ 100% phải đeo khẩu trang khi là bước ra khỏi nơi ở, phòng làm việc, đi đến nhà ăn và tham gia các hoạt động khác. Thì trong thời gian hè này thì một số các hoạt động của các cháu sẽ gặp khó khăn, nhưng mà chúng tôi cũng cố gắng hết sức sắp xếp vừa phòng chống dịch nhưng mà vẫn đảm bảo cho các cháu về sức khỏe tinh thần. Là đối với các cơ sở có nuôi dạy đối tượng là trẻ em và những người già lớn tuổi, cụ thể ở đây đó là tổ chức các hoạt động theo cái hướng dẫn nhằm đảm bảo tốt nhất cái việc phòng chống dịch tại các cơ sở bảo trợ xã hội, bảo đảm cái việc chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng và bảo vệ các cháu trong cái thời điểm mà cả tỉnh, cả nước phòng chống dịch bệnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội vừa quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện, đồng thời cũng thường xuyên kiểm tra giám sát tất cả 16 cơ sở bảo trợ xã hội trên toàn tỉnh trong việc phòng chống dịch COVID-19, nhằm mục đích bảo vệ an toàn sức khỏe cho hơn 800 trẻ em và hơn 200 người già yếu đang được chăm sóc nuôi dưỡng tại đây. Chuyển sang thông tin thời sự khác, sáng nay, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Lạt và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Lạt đã tổ chức ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên với giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước về công tác tôn giáo, tình hình quốc phòng an ninh trong tình hình hiện nay. Định hướng tư tưởng cho các tăng ni Phật tử tu tập sinh về tinh thần hộ quốc an dân, tôn giáo đồng hành cùng dân tộc cho tu tập sinh khóa sinh hoạt mùa hè tại các chùa trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, trồng cây xanh, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động từ thiện như tặng nhà nghĩa tình quân dân, nhà đại đoàn kết cho các Phật tử và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn,
hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn và thực hiện mô hình nâng bước tương lai, hỗ trợ các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tới trường. Đồng thời, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao giữa cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố trong giai đoạn 2021-2025. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: bằng những sản phẩm hữu ích thiết thực, siêu thị mini không đồng đã kịp thời chia sẻ với người dân trong lúc khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc từ sự chung tay của cộng đồng, từ đó động viên người dân yên tâm phòng chống dịch. Từ đầu năm đến nay, giá trị xuất khẩu cá tra Việt Nam sang các thị trường tiềm năng như Mexico, Brazil, Colombia, Thái Lan và Nga tăng trưởng rất mạnh. Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, riêng trong tháng 5, xuất khẩu cá tra sang 5 thị trường nói trên đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái tới 3 con số. Trong đó thị trường tăng rất mạnh như Nga tăng 458%, Colombia tăng 230%, Mexico tăng 167%. Đây là những kết quả tăng trưởng rất đáng chú ý. Hiện giá cá tra nguyên liệu ở mức 21.500 đến 22.000 đồng một ký. Mặc dù người nuôi vẫn lỗ, nhưng đã cho thấy dấu hiệu tích cực của ngành hàng này sau thời gian dài ảm đạm. Đại dịch COVID-19 vẫn kéo dài đã gây tác động nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đối diện với làn sóng COVID-19 lần thứ tư, các doanh nghiệp buộc phải tìm được lời giải vượt qua thách thức, duy trì hoạt động để sống còn. Vừa khánh thành nhà máy sản xuất, doanh nghiệp này lại phải đối diện với liên tiếp hai đợt bùng phát dịch COVID-19. Trong khi đó, nguồn cung thì hạn chế, giá nguyên vật liệu liên tục leo thang, đầu ra sản phẩm thì phải cạnh tranh gay gắt. Nhưng trong cái khó lại ló cái khôn, khi doanh nghiệp đã xác định được lợi thế của mình, đó là nắm bắt cơ hội từ các thị trường xuất khẩu đang dần phục hồi. Với cả cái việc mà tiếp cận các cái đối tác nước ngoài, thế thì bản chất là các cái nước như là châu Âu hay là Mỹ, thì sau khi mà hết dịch thì họ cũng có cái nhu cầu để bùng nổ lại cái nền kinh tế. Thế thì họ cần rất nhiều nguồn hàng. Thế thì Jaeger là một điểm lựa chọn rất là tốt cho họ vì hệ thống quy trình công nghệ là tương đồng với các nước phát triển. Triển khai dự án từ năm 2018, theo kế hoạch đầu năm nay, doanh nghiệp có thể bàn giao sản phẩm. Nhưng dịch bệnh đã khiến dự án bị chậm tiến độ đáng kể, đặc biệt là giai đoạn giãn cách xã hội. Không chỉ thiệt hại về tài chính, doanh nghiệp còn gặp áp lực không nhỏ từ khách hàng, buộc doanh nghiệp phải tìm nhiều cách thức tháo gỡ khó khăn. Chúng tôi cũng phải tìm đến cái giải pháp mà hỗ trợ từ các cái ngân hàng để có cái nguồn vốn đổ vào dự án. Thứ hai là về việc duy trì và đảm bảo tiến độ, thì chúng tôi cũng dự phòng thêm các cái nhà thầu cũng như là cái nguồn lao động từ nhiều địa phương và đồng thời là tăng ca tăng kíp để đẩy nhanh cái tiến độ của dự án. Vì không thể vượt qua khó khăn như hai doanh nghiệp trên, nên năm ngoái trung bình mỗi tháng Việt Nam có 8.500 doanh nghiệp phải rời khỏi thị trường. Khó khăn lớn nhất với doanh nghiệp tư nhân trong đại dịch là tiếp cận khách hàng, dòng tiền, lao động và chuỗi cung ứng. Nguồn lực của chính phủ cũng không có nhiều, chính vậy giải pháp hiện nay đang dùng là tiếp tục cho giãn hoặc hoãn các khoản thuế doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể có nguồn tiền để có thể duy trì cho năm trong dạng khó khăn tới. Mặt khác thì một trong cái giải pháp nữa quan trọng là doanh nghiệp các chính phủ phải tiếp tục cải thiện cái môi trường kinh doanh và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Trong bối cảnh khó khăn vẫn tiếp diễn, sức chống chịu của phần đông các doanh nghiệp đã bắt đầu suy giảm mạnh. Do đó, nhiều đề xuất cho rằng cần nghiên cứu thêm những giải pháp hỗ trợ phù hợp với các doanh nghiệp trong từng ngành, từng lĩnh vực để hạn chế tối đa tình trạng phá sản giải thể. Bên cạnh đó, nhiều điểm sáng vẫn mang lại hy vọng cho nền kinh tế khi các doanh nghiệp Việt đã rất linh động, sáng tạo để thích ứng vươn lên. Siêu thị mini không đồng nằm trong chương trình Vòng Tay Việt vừa được khai trương tại thành phố Hồ Chí Minh, thực sự đã đem lại niềm vui cho nhiều người đang gặp khó khăn. Đây cũng là một trong những hành động thiết thực nhằm chia sẻ với những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Siêu thị mini không đồng được đặt tại thành phố Thủ Đức, mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ mỗi ngày, với hơn 60 mặt hàng nhu yếu phẩm, thực phẩm tươi sống, rau củ quả, vật dụng y tế là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ. Khi đến đây, mỗi hộ gia đình sẽ nhận được 3 tấm vé nghĩa tình trị giá 200.000 đồng, một vé để mua sắm. Mỗi người dân sẽ luân phiên đi mua hàng và có khung giờ khác nhau trong nhiều ngày nhằm đảm bảo giãn cách và phòng chống dịch. Người dân cũng mừng lắm, tại bây giờ khó khăn với con. Như cô hôm đó này đâu mua bán gì được. Thì như vậy là người dân mừng lắm đó. Chúng tôi cũng mong muốn là sẽ giúp cho những người nghèo, những người công nhân khó khăn phần nào đó vượt qua những cái ảnh hưởng trong cái đại dịch Covid.
và hơn hết là giúp thêm họ có cái niềm tin, có cái động lực. Chúng tôi cũng mong muốn rằng có cái sự lan tỏa và chung tay của các cá nhân, của các cộng đồng doanh nghiệp để chúng ta sẽ góp phần mang lại nhiều cái siêu thị không đồng. Hơn 200 hộ dân khu vực Hiệp Bình Phước là những người đầu tiên được nhận tấm vé nghĩa tình trong đợt sao mắt siêu thị mini không đồng này. Bằng những sản phẩm hữu ích thiết thực, siêu thị mini không đồng đã kịp thời chia sẻ với người dân trong lúc khó khăn, lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc từ sự chung tay của cộng đồng, từ đó động viên người dân yên tâm của thành phố phòng chống dịch. Chỉ còn hơn một tuần nữa, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 sẽ đồng loạt diễn ra tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Việc thành phố Hồ Chí Minh vẫn tổ chức kỳ thi đúng lịch vào ngày 7 và ngày 8 tháng 7 tới đây khiến phụ huynh, học sinh ít nhiều lo lắng. Bởi đợt thi diễn ra ngay sau một tháng giãn cách xã hội và tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn đang diễn biến phức tạp. Dù vậy, gần 89.000 sĩ tử tại thành phố đang ráo riết chuẩn bị để sẵn sàng bước vào kỳ thi quan trọng sắp tới. Từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến khi giãn cách xã hội toàn thành phố, các hoạt động dạy học ôn thi tập trung ở trường, ở trung tâm luyện thi đều tạm ngưng. Cô học sinh lớp 12 Nguyễn Kim Khánh dành hầu hết thời gian cho việc ôn bài tại nhà, ôn luyện online. Câu cơ bản thì mình đã nắm được và mình hiểu ở trên lớp rồi. Chỉ có những câu nâng cao và câu khó thì khi mà mình trao đổi trong lớp học online thì cô trò khó giao tiếp với sự kỳ vọng của mọi người xung quanh thì đương nhiên là em phải cố gắng. Giai đoạn nước rút và cũng là thời gian vàng để học sinh chốt kiến thức thay vì ôn tập các câu nâng cao. Các thầy cô giáo chú trọng vào việc giúp học sinh rà soát lại kiến thức cơ bản, giải quyết ngay những kiến thức mà các em còn chưa nắm vững. Ôn tập theo chuyên đề thì chuyên đề này cũng bám sát so với đề thi minh họa của bộ. Bên cạnh đó thì trong các hoạt động khảo bài và dò từ thì cũng hay tổ chức game cho các bé như là các game cơ bản là Kahoot hay là Quizalize, thì những cái game này rất là phổ biến để tăng cái tính tương tác và đỡ nhàm chán. Giáo siết ôn thi thế nhưng không ít thí sinh cảm thấy lo lắng cho kỳ thi năm nay. Sau một năm học đầy biến động với nhiều lần bị gián đoạn việc học trực tiếp vì dịch bệnh, nay là chuẩn bị thi trong tình hình dịch vẫn còn đang bùng phát tại thành phố. Những ngày giãn cách xã hội ít giao tiếp bạn bè, đồng hành cùng với các thí sinh là phụ huynh và thầy cô cho những lúc ôn bài, những giờ sinh hoạt gia đình, giúp các thí sinh yên tâm hơn cho ngày thi đang tới. Động viên tinh thần cho cháu nó và chăm lo sức khỏe cho nó, tạo mọi điều kiện để cháu nó có thể thi được tốt nhất. Đây là tình hình đại dịch. Ngoài cái sự mong muốn, nhưng mà dù trong cái hoàn cảnh khó khăn thế nào, thì các em cũng cố gắng và cố gắng giữ gìn sức khỏe, tự tin. Người lớn sẽ lo cho các em tốt nhất có thể. Gần 89.000 thí sinh thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng sĩ tử cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2021 vào ngày 7 và 8 tháng 7. Riêng thí sinh ở nơi bị phong tỏa và thuộc diện F0, F1, F2 sẽ dự thi đợt 2. Ngành giáo dục thành phố đã lên nhiều phương án để đảm bảo an toàn cho kỳ thi, trong khi học sinh phụ huynh cũng nỗ lực chuẩn bị mọi mặt để an tâm thi cử. Tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép trên sông, vịnh diễn ra lâu nay tại thành phố Đà Nẵng, gây cản trở dòng chảy, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới mỹ quan đô thị đã diễn ra nhiều năm nay. Thành phố đã liên tục tuyên truyền vận động, nhưng người dân không tự tháo dỡ, khiến chính quyền địa phương phải triển khai các công tác tháo dỡ, xử lý những trường hợp cố tình vi phạm. Liên tục trong những ngày gần đây, lực lượng chức năng của phường Nại Hiên Đông phải dầm mình dưới nước để phá bỏ những lồng bè nuôi cá trái phép như thế này. Sau khi nắm rõ chủ trương của thành phố, một số hộ đã chủ động cùng lực lượng chức năng tháo dỡ bè nuôi tự phát của mình. Những cái bè mà em không có lồng hoặc là bè mà còn dư á, là em nhờ anh tới tháo dỡ hết mà. Em cũng tự tháo dỡ nữa mà, tháo năm mới cưới một nữa rồi. Tuy nhiên, không phải hộ nuôi trồng thủy sản nào tại Vịnh Mân Quang cũng chấp hành chủ trương của thành phố Đà Nẵng. Lấy lý do kinh phí đầu tư nhiều, thủy sản chưa đến tuổi xuất bán, hiện nhiều hộ vẫn cố tình không chấp hành việc tự tháo dỡ. Khó khăn lớn nhất của chúng tôi là con giống đang tăng trưởng, sinh lớn và nguyện vọng của chúng tôi là xin đến cuối năm để cho chúng tôi xuất hết cái đợt cá này. Nhà nuôi hết vụ này xong, rồi bắt đầu người dân tự dỡ tổ, tự dọn dẹp, làm hết gì đó. Để mà giờ còn con giống của người dân làm đi đó, của rồi bỏ đó là biết bao nhiêu tiền như thế. Từ nhiều năm nay, Đà Nẵng đã có chủ trương chấm dứt tình trạng nuôi thủy hải sản trái phép trên các sông, vịnh. Để giải quyết tình trạng này, chính quyền các cấp đã nhiều lần tổ chức đối thoại với các hộ nuôi, yêu cầu không tiếp tục thả con giống từ nhiều vụ trước. Thế nhưng, tình trạng vẫn liên tục tái diễn.
nuôi lồng bè về cái vệm hầu đã triển khai thì tháo dỡ. Và còn là hiện nay thì còn lại những cái hộ dân mà nuôi cá thì chúng tôi tiếp tục vận động, và những hộ không tự tháo dỡ thì tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế vi phạm hành chính theo quy định pháp luật. Không năm nào người nuôi trồng thủy sản trái phép tại đây không bị thiệt hại bởi các yếu tố thiên tai, ô nhiễm. Việc Đà Nẵng kiên quyết xử lý tình trạng nuôi trồng thủy sản trái phép là điều cần thiết nhằm đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị cũng như định hướng phát triển của địa phương. Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, hiện nay khi diện tích khoai lang mở rộng thì giá khoai lang cũng xuống thấp theo, nên nhiều hộ dân lâm vào cảnh điều đứng. Thưa quý vị và các bạn, khoai lang là loại nông sản dễ canh tác hơn so với các loại rau màu khác, dễ sâu bệnh và mật độ tưới không nhiều. Vì vậy, những vùng có đất đỏ ba gian như Lâm Hà, Tà Nung, đất trồng, nông dân chọn loại cây trồng này để phát triển kinh tế. Song gần một tháng qua, giá khoai lang chưa vào chính vụ lại khó tiêu thụ và giá thấp, khiến cho người trồng thua lỗ và đối mặt với nguy cơ mất trắng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Anh Trần Đông tại thôn Hàng Hước, xã Mê Linh, huyện Lâm Hà là một trong những nông dân trồng khoai lang Nhật với diện tích lớn trong vùng. Nếu như trước đây vào vụ, vườn khoai của anh sẽ thu hoạch bằng máy bán cho thương lái theo đơn vị tấn. Nhưng đến nay với gần 4 hectare khoai lang, đến kỳ thu hoạch, anh Đông chỉ đào bằng tay và bán lẻ với giá khoảng 5.000 đồng một ký. Trong khi các vụ trước, khoai có giá từ 11 đến 12.000 đồng một ký tại vườn. Giá khoai thì xuống khoảng 2 tháng nay rồi, nói chung là cũng chỉ khó khăn về vấn đề là thu hồi vốn thôi. Đấy, cứ thu hồi vốn được là cái quan trọng thôi, chứ còn giờ vốn không thu hồi được, cũng không để được đâu. Tại vì có để thì cũng chỉ được 5-7 ngày gì đó thôi. Nhất là mùa mưa này thì cũng càng không để được nhiều. Nó chảy xước ra củ ra cái nào nó hư hết. Theo anh Đông, để đầu tư 1 hectare khoai lang Nhật bao gồm giống, vật tư nông nghiệp và chi phí tưới tiêu khoảng 130 triệu đồng. Sau 5 tháng khoai mới được thu hoạch, nhưng với giá bán hiện nay, nông dân sẽ thua lỗ khoảng 65 triệu đồng một hectare. Không chỉ khoai lang Nhật ở vùng Lâm Hà rớt giá, xã Tà Nung thuộc thành phố Đà Lạt là vùng chuyên canh đặc sản khoai lang mật cũng rơi vào cảnh tương tự, dù giá khoai lang mật cao hơn giá khoai lang Nhật. Theo các nông hộ, giá khoai lang mật mua xô tại vườn trung bình khoảng 8-10 ngàn đồng một ký. Trừ chi phí sản xuất, công thu hoạch, nông dân chỉ huệ vốn. Người buôn người ta đến người ta bảo ảnh hưởng. Nhưng bây giờ đám khoai lang này của tôi trồng mùa này là có thể là được 13-14. Nhưng hiện giờ là được có 10. Và cái loại xấu được, cái loại 2 người ta giảm tôi có 3.500. Chính trồng khoai lang này tưởng rằng được nhưng tôi lỗ vốn. Giờ đất này chỉ có trồng cây đậu phộng. Cây đậu phộng một là nó phân do nó đỡ, nó không ăn như phong khoai này. Hai nữa là có cái dịch vụ người ta giờ người ta ép lẩu. Thương lái cho biết hiện nay khu vực Lâm Đồng sản lượng khoai lang Nhật rất lớn. Do ảnh hưởng dịch bệnh nên rất khó xuất khẩu theo đường tiểu ngạch, dẫn đến tiêu thụ chậm và rớt giá. Đối với khoai lang mật, chủ yếu tập trung nhiều ở vùng Tà Nung, Đức Trọng. Sản lượng không lớn và có thể dự trữ khoảng một tháng nên giá giảm không đáng kể. Năng suất thì đâu cũng bình thường, nhưng mà cái mình bán ra thì nó giảm hơn mọi khi vì tự do dịch, ảnh hưởng dịch đó. Bây giờ bắt đầu là nhiều rồi đó, giờ đang trồng cỡ chừng bắt đầu cỡ Tết, còn Tết có chừng tháng 10, tháng 11 là thu nhiều. Chỉ tính riêng huyện Lâm Hà, trong 2 năm qua nông dân đã mở rộng diện tích khoai lang lên khoảng 300 hectare, cá biệt có hộ trồng đến gần 20 hectare khoai lang. Nhưng nếu thị trường tiêu thụ chậm, giá giảm như hiện nay, thì nông dân đối mặt với việc mất trắng. Một số nông dân cũng cho biết, khoảng 5 năm trước, khi ít người trồng khoai lang, thì ngoài việc thu hoạch cũ, nông dân còn bán dây giống khoai lang cho các vùng Gia Lai, Đắk Lắk. Nhưng nay, khi diện tích khoai lang mở rộng, thì giá khoai lang giống cũng xuống thấp theo. Nên nông dân khó có thể tận thu để bù lỗ. Điều này lại một lần nữa đặt ra vấn đề, nông dân cần tính toán kỹ bài toán cung cầu trước khi lựa chọn mở rộng sản xuất để tránh thiệt hại và sản xuất bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.